Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 22 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có các tin chính sau. Thái Bình chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, chủ động mở rộng diện tích cây vụ đông. Bằng tình cảm chân quý nhất, người Thái Bình hướng về miền Trung ruột thịt với những món quà nhỏ là nhu yếu phẩm mong được chia sẻ khó khăn. Mùa đông cận kề sẽ tạo thuận lợi cho COVID-19 lây lan rộng. Người dân cần nghiêm túc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, chủ động mở rộng diện tích cây vụ đông. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khi đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp tại huyện Hưng Hà và Vũ Thư vào sáng nay. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình. Đến nay, huyện Hưng Hà và huyện Vũ Thư cơ bản thu hoạch xong lúa mùa và gieo trồng được gần 7.400 ha cây vụ đông, chủ yếu là ngô, dưa bí, đậu tương, khoai lang và rau màu các loại. Trong đó có 3.400 ha bị ảnh hưởng bởi mưa lớn thời gian qua. Trước thực trạng này, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu các địa phương cần chủ động và có kế hoạch ứng phó với các tình huống bất lợi trong sản xuất nông nghiệp, làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, khơi thông dòng chảy, phòng chống ngập úng gây hại cây trồng, tăng cường cán bộ xuống cơ sở, phát hiện sớm những bất cập khó khăn trong sản xuất để xử lý kịp thời. Hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ tốt cây vụ đông đã gieo trồng, khẩn trương thu hoạch rau màu đến kỳ thu hoạch, kiểm tra diện tích bị ảnh hưởng, chuẩn bị đầy đủ giống cây trồng vụ đông ưa lạnh, mở rộng thêm diện tích các loại cây còn trong khung thời vụ khi thời tiết thuận lợi. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp nhằm giữ ổn định thị trường và phòng chống kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, các tổ chức, đơn vị cá nhân bán giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, tuyên truyền quảng cáo sai quy định. Hôm nay, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 tiếp tục ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu thảo luận trực tuyến một số nội dung trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính và dự thảo luật thỏa thuận quốc tế. Qua cầu truyền hình trực tuyến sáng nay, ông Bùi Quốc Phòng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình nêu ý kiến liên quan đến quyết định xử phạt, thi hành cưỡng chế, thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với khoản 40, đồng ý với phương án 2 là ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi phạm. Theo ông Bùi Quốc Phòng, phương án này là hợp lý vì qua thực tế, đã có nhiều tổ chức cá nhân vi phạm, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường. Nếu vẫn cung cấp điện nước thì họ vẫn sẽ sản xuất và sẽ tiếp tục gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm là hợp lý. Ngoài ra, đại biểu Bùi Quốc Phòng còn đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến các điều khoản dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận các nội dung liên quan đến dự thảo luật thỏa thuận quốc tế. Ngày mai, 23 tháng 10, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ tư, thảo luận các nội dung đối với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người HIV/AIDS và dự thảo luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi. Sáng nay, Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, tỉnh Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đến dự. Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình hiện nay có gần 2.500 hội viên đang trực tiếp tham gia sinh hoạt ở 120 chi hội cơ sở. Thời gian qua, hội đã tổ chức xây dựng 15 ngôi nhà ấm tình đồng đội, thăm hỏi hỗ trợ kinh phí cho nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiệm kỳ tới, hội viên Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 tỉnh Thái Bình tiếp tục phát huy phẩm chất kiên cường của người chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm xưa, nhiệt tình tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương và đóng góp công sức trí tuệ để xây dựng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Với tinh thần tương thân tương ái, đại hội cũng đã kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu những thiệt hại mà thiên tai bão lũ gây ra. Tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin hướng về miền Trung của chúng ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây là lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, gửi các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, 6, 7 và áp thấp nhiệt đới trên địa bàn một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã liên tiếp xảy ra mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở ở nhiều nơi tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và thành phố Đà Nẵng, gây thiệt hại lớn về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tha thiết kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Đảng, chính quyền, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội từ cấp xã đến cấp tỉnh, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh ủng hộ tối thiểu một ngày lương, doanh nhân, cán bộ quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tự nguyện ủng hộ tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Mỗi hộ gia đình ở khu dân cư, nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ với khả năng cao nhất, không huy động đóng góp đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, ngoài sự đóng góp ủng hộ của cá nhân, trích một phần kinh phí tiết kiệm của đơn vị để ủng hộ hoặc trực tiếp hỗ trợ bằng hiện vật cũng như những việc làm thiết thực hiệu quả. Sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và sẽ chuyển đến giúp đỡ nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả trong thời gian nhanh nhất. Vâng, phát huy truyền thống nhân ái lá lành đùm lá rách, nhiều cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã quan tâm sẻ chia, hỗ trợ đồng bào vùng bị thiên tai. Tuy nhiên, phải đảm bảo việc quyên góp hỗ trợ theo đúng quy định. Để công tác vận động quyên góp và hỗ trợ đúng quy định và thiết thực, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các bộ ngành địa phương tổ chức giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ, bảo đảm việc quyên góp hỗ trợ theo đúng quy định tại Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan để chỉ đạo giám sát việc quyên góp, vận động, hỗ trợ theo đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp trục lợi trong vận động quyên góp hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, bằng tình cảm chân quý nhất, người dân cả nước hướng về miền Trung ruột thịt với những món quà nhỏ là nhu yếu phẩm mong được sẻ chia khó khăn. Tại Thái Bình, chúng tôi cũng đã ghi nhận được những cách làm hay, những câu chuyện nhỏ đầy tình người như vậy từ những món quà gửi đến đồng bào miền Trung trong những ngày qua. Huyện Đông Hưng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cùng chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung bằng tinh thần cũng như vật chất. Ngay trong buổi lễ phát động chiều nay, đã có rất đông người chung tay ủng hộ với tổng số tiền lên tới trên 12 triệu đồng. Số tiền này cùng với 20 triệu đồng trích từ quỹ nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng quản lý được chuyển ngay vào miền Trung để giúp đỡ người dân. Hội Chữ thập đỏ huyện đang tiếp tục kêu gọi vận động, tiếp nhận ủng hộ và chuyển trực tiếp tới các địa phương cần hỗ trợ do ảnh hưởng của thiên tai. Trở về sân tập kết hàng sau giờ tan ca, mỗi người trong nhóm thiện nguyện này vội vã 800 suất quà. Đây là các nhu yếu phẩm thiết thực với đời sống hàng ngày dành cho bà con miền Trung đang bị cô lập trong nước lũ đã nhiều ngày qua. Chúng tôi cũng tổ chức và vận động. Thứ nhất là trong cán bộ công nhân viên quyên góp ủng hộ về miền Trung. Đến giờ phút này chúng tôi đã hỗ trợ được là trên 800 suất quà. Mỗi suất quà là trên 400.000 đồng. Thuốc này, gạo, mì tôm, bánh kẹo, nước. Mỗi người một công một việc, nhưng ở đây họ có chung một tấm lòng lá lành đùm lá rách, góp công góp của để có thể chung tay cùng cả nước hướng về miền Trung. Bên đơn vị du lịch Khám Phá Mới cùng với đại các anh chị em ở Thái Bình thì mỗi người có của ít lòng nhiều. Có nhà thì có túi bánh, có túi kẹo, có nhà có cân gạo thì anh chị em cùng tập trung về đây để quyên góp. Đồng cảm với những mất mát mà khúc ruột miền Trung đang phải gánh chịu, nhiều tổ chức hay cá nhân ở Thái Bình chọn cách san sẻ phù hợp riêng. Như những dược sĩ này,
họ dành những túi thuốc cá nhân nhỏ mà hữu ích để đưa về miền Trung. Khi gửi các cái suất quà này vào trong đồng bào miền Trung thì chúng tôi cũng mong là cho đồng bào bớt được cái khó khăn cuộc sống và có cái sức khỏe để làm lại kinh tế cho nó vững chắc hơn. Những chuyến xe đầy ắp hàng hóa cứu trợ, gửi gắm trọn tình cảm, tấm lòng sẻ chia của người dân Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung đều đang hướng về miền Trung ruột thịt. Với một niềm tin rằng lũ lụt thiên tai sẽ qua mau để người dân sớm ổn định lại tinh thần cuộc sống. Tôi thấy rất là cảm động ạ. Vì là cái lúc này là lúc khó khăn nhất. Những người dân rất là bí tắc nhưng mà lại có sự quan tâm rồi hỗ trợ mọi miền trên tổ quốc cho nên là cảm thấy vẫn ấm lòng. Còn băng mì tôm cứu trợ ạ. Trong một ngày cứu trợ mấy lần? Cứu trợ nghỉ ngay và quá được một lần, từ ngày đến lần, hai lần rồi. Chỉ dọc mì đồ cứu trợ là ướt hết toàn bộ, toàn thân của chị nấu cứu trợ. Trong ngày hôm nay, Hà Tĩnh và Quảng Bình có nắng trở lại, nước đang rút dần. Tuy nhiên, thông tin về cơn bão số 8 trên Biển Đông vẫn đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km. Trong 3 giờ qua, bão số 8 hầu như ít di chuyển. Hồi 16 giờ ngày 22 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14. Dự báo đến 16 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 115 đến 135 km/h, giật cấp 14. Chuyển sang những tin tức kinh tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, dự án nuôi vịt biển và gà Di Lai ứng phó với biến đổi khí hậu do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện tại xã Đông Xuyên, huyện Tiền Hải. Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, 32 hộ tham gia dự án đã chuyển giao thành công công nghệ nuôi. Đây là mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Với 32 hộ tham gia dự án, trong đó 19 hộ nuôi gần 6.000 con vịt biển và 13 hộ nuôi trên 7.000 gà Di Lai. Trên cơ sở tham quan thực tế mô hình và trực tiếp trao đổi thảo luận về con giống, kỹ thuật nuôi và phòng trừ dịch bệnh, kinh nghiệm chăm sóc nuôi dưỡng vịt biển và gà Di Lai vào sáng nay, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao các mô hình nuôi. Bởi theo tính toán của các hộ nuôi thì một con vịt biển thương phẩm có thời gian sinh trưởng từ 50 đến 60 ngày tuổi, trọng lượng trung bình 2,5 đến 2,8 kg một con, lợi nhuận trừ chi phí đạt từ 20 đến 30.000 đồng một con. Qua các mô hình này, Hội Nông dân tỉnh Thái Bình sẽ nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị từ khâu chăn nuôi đến giết mổ tiêu thụ, tạo thương hiệu vịt biển gắn liền với vùng nước lợ, nước mặn, từng bước giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long đang đón nhận niềm vui lớn khi 9 loại gạo thơm xuất sang thị trường EU được miễn thuế nhập khẩu. Điều này đã mở ra cơ hội lớn cho họ trong việc nâng cao giá trị hạt gạo và nâng cao thu nhập. Còn ở Thái Bình, bao giờ nông dân mới có niềm tự hào như thế khi chúng ta cũng là vựa lúa lớn của cả nước với sản lượng 1 triệu tấn một năm. Tuy nhiên đến nay, thương hiệu gạo Thái Bình để xuất khẩu vẫn chưa có. Cây lúa như ông Phạm Văn Hồng, giờ như canh bạc, lúc được lúc không. Nhiều nông dân quê ông đã phải bỏ ruộng tìm công việc khác. Mơ ước để có hạt gạo bán còn khó, huống chi là xuất khẩu. Cái ruộng lương ấy thì thực sự là nó là manh mún. Hai nữa là làm ra cái bông lúa hạt thóc thì với cái số lượng chia theo đầu người trước ngày nó có hơn một sào. Hơn một sào mà nếu tính nha, gọi là có chia bình quân theo đầu lao động thì nó không thu nhập, nó không được bao nhiêu. Thế nên là thực sự ra bây giờ cũng rất nhiều người ta không muốn làm. Ruộng đồng manh mún nhỏ lẻ, nay cây giống này, mai cây giống khác là thực trạng chung của nông nghiệp Thái Bình. Do vậy mà dù diện tích đất trồng lúa chiếm tỷ trọng lớn khoảng 70% tổng diện tích đất gieo trồng, nhưng chưa tạo ra được sản phẩm gạo có thương hiệu đủ mạnh, tham gia cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa. Mấy năm nay thì thứ nhất là không đi vào được thị trường vì cái lý do là gạo nó lại không đạt yêu cầu, tức là nó gãy. Thế rồi là vụ khác, vụ chiêm ấy, của cái vụ chiêm thì nó lại là nhiều hạt trắng quá, cơm nó không được đạt yêu cầu so với lại cái gạo của miền Nam. Kinh nghiệm của vùng đồng bằng sông Cửu Long đó là có những vùng nguyên liệu, cánh đồng lớn,
liên kết sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường và liên kết đồng bộ với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ lúa gạo hàng hóa. Chính vì thế, 9 giống lúa thơm xuất khẩu vào EU đã đáp ứng được các yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng. Với cái việc mà nó không có xài thuốc bảo vệ thực vật đó, thì cái gạo Việt Nam mà sắp tới xuất đi Âu Châu là cái rất là tự do, tức là không có lo ngại là cái độ tồn dư của an toàn vệ sinh thực phẩm ở trong gạo nữa. Ngoài ra thì nó như thế này, nó còn những cái khác là thứ nhất là năng suất nó cao, thứ nhì nữa là chi phí nó thấp, bởi vì nó không có xài thuốc bảo vệ thực vật. Thứ ba nữa là thân rạ nó cứng rắn, thì nó ít có đổ ngã cho nên cái bà con nông dân dễ thu hoạch. Thay đổi tư duy nông nghiệp, chuyển từ số lượng sang chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường là cách để nâng tầm giá trị thương hiệu hạt gạo Thái Bình, đồng thời nâng cao thu nhập cho người nông dân. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay, Trường Đại học Thái Bình tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tham dự buổi lễ có gần 300 giảng viên và hơn 4.000 sinh viên đang theo học các bậc đào tạo của nhà trường. Năm học 2020-2021, Trường Đại học Thái Bình có trên 80% giảng viên có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, giỏi về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Phục vụ cho năm học mới, cơ sở vật chất của nhà trường được đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, ký túc xá khang trang hiện đại với 3.500 chỗ ở. Trong không khí vui mừng chào đón năm học mới, thầy và trò của nhà trường quyết tâm tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, tập trung phát triển trí tuệ, hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh sinh viên, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đa ngành, đa lĩnh vực của tỉnh và của cả nước. Mỗi ngày châu Âu ghi nhận thêm khoảng 150.000 ca mắc mới COVID-19. Thậm chí tại các tâm dịch như Anh, Pháp đã ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới. Đứng đầu danh sách là Anh và Pháp khi ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới trong ngày. Đây là mức cao nhất kể từ khi xảy ra đại dịch ở những nước này. Trước tình hình số ca mắc mới tăng mạnh, một số nước hoặc vùng ở châu Âu đã buộc phải thắt chặt các biện pháp hạn chế, bao gồm cả lệnh giới nghiêm và phong tỏa. Hôm nay 22 tháng 10, Việt Nam tròn 50 ngày không có ca mắc mới tại cộng đồng. Song có thể thấy, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực khi thủ đô nhiều nước gặp tình trạng lây lan dịch ra cộng đồng những ngày qua. Và mùa đông cận kề, một mùa đông khắc nghiệt sẽ tạo thuận lợi cho COVID-19 lây lan rộng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương và mọi người dân một lần nữa nhận thức rõ hơn nguy cơ dịch bệnh, không lơ là mất cảnh giác trước dịch bệnh, phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K, nhất là đeo khẩu trang và rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn, thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nơi đông người. Đến đây thì chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TPTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.